Ban đoàn xin được kính chào quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở công trường của dự án Connect Riverside. Thì đang có rất là nhiều xe bê tông ạ. 246 cái xe bê tông đang đứng ở trước cổng ạ. Là đang chở bê tông 7 cái xe vào trong công trường. Thì công trường mình đang được làm việc liên tục và với cái tốc độ này thì hình như là mình đã bắt đầu chuẩn bị, mình đã bắt đầu là lên tầng rồi đấy ạ. Dạ. Chú ơi cho con vào một xíu nhá. Con vào một xíu được không? Dạ. Không được vào ạ. Dạ. Thì mình đứng ở ngoài này mình nhìn thôi ạ. Mình không có được phép vào trong. Tuy nhiên là mình thấy tiến độ như này thì nghĩa là mình đã xong cái phần móng rồi đấy ạ. Dạ, bây giờ là mình đang lên mình đã chuẩn bị lên mặt sàn để lên xây tầng 1 rồi đấy ạ. Dạ. À, thế nếu mà như thế vậy có lẽ là cuối tháng 11 này mình sẽ ký được hợp đồng mua bán luôn chứ không phải chờ đến tháng 12 đâu ạ. Dạ thì không biết là cái công tác hoàn thiện về giấy tờ nghiệm thu thì sẽ như thế nào. Tuy nhiên là với cái tốc độ như này chắc là mình sẽ nhanh thôi ạ. Mình có thể mình sẽ sớm tiến độ ạ. Dạ, dự án Connect Riverside thì nằm ở trong khu dân cư Connect, nằm ở đất của phường 7, quận 8. Vừa rồi Đất Xanh Miền Nam mình triển khai rất là thành công cái dự án này. Cứ có căn ra là hết, căn ra là hết. Hiện tại thì chỉ còn có khoảng 3 căn penthouse thôi. Ở đây thì rất là mát mẻ ạ. Dạ, xung quanh là cây cối, sông nước và một cái khu dân cư rất là lớn. Đường xá có sẵn rồi và hiện tại khu dân cư đang nâng đường rồi. Anh chị mà quý vị, anh chị và các bạn quan tâm đến Connect Riverside hay bất cứ dự án nào của Đất Xanh Miền Nam hãy liên hệ với Lan Đoàn số điện thoại 0936 952636 hoặc 0946072678. Xin cảm ơn.